Hello, hello, hello quý vị. Ok. Hôm nay là sáng thứ tư, 10:50, lúc 11 giờ thì nữ ca sĩ Bảo Hân ở bên Houston, Texas sẽ livestream cùng với Thái trong chương trình TikTok. Ngày hôm nay là mình sẽ nói về một người nữ ca sĩ rất là dễ thương, rất là đặc biệt đối với Thái Nguyễn. Và Thái Nguyễn đã có một cái thời gian làm việc chung với lại Bảo Hân và rất là quý mến cô ca sĩ này. Nhưng mà đặc biệt quý vị là ngày hôm nay cái livestream này đáng lẽ là lúc 12 giờ, nhưng mà Thái Nguyễn với Bảo Hân đã phải quyết định dời lại là làm 11 giờ để mà tại vì là 12 giờ nha quý vị, đúng 12 giờ trưa đó, giờ của Cali á, quý vị hãy vô cái trang Facebook của trung tâm Thúy Nga Paris by Night sẽ livestream buổi cái buổi đám tang của cô danh ca, nữ danh ca Thái Thanh. Vì trong cái trường hợp corona này cho nên là không có được tụ tập đông trong cái đám tang và chỉ có gia đình thôi, và trung tâm Thúy Nga đã set up để mà livestream cho quý vị xem cái buổi đám tang này. Và trong cái di chúc của nữ danh ca Thái Thanh đó, thì muốn là trong ngày đám tang không có muốn buồn mà muốn vui, cho nên là đề nghị mọi người nếu mà tham gia đó thì là mặc màu hồng. Cho nên là ngày hôm nay là Thái Nguyễn đã mặc một cái áo màu hồng. Và một tí đây đó là khi mà Bảo Hân xuất hiện FaceTime, Bảo Hân cũng sẽ mặc áo hồng. Nói chung là trong cái thời điểm này thì nó rất là sensitive, nó rất là nhạy cảm và nó rất là phải nói là thành thật chia buồn cùng với lại gia đình của nữ ca sĩ Ý Lan, là trong cái buổi này thì nó rất là khó khăn mà mọi người rất muốn đến để mà chia buồn với chị và just to give her a hug, be there for her, nhưng mà tụi em không có đến được, cho nên là tụi em cũng xin chia buồn với chị nếu mà chị có xem được cái thông tin này. Quý vị có cái nhớ nha quý vị, là lúc 12 giờ quý vị qua trang Facebook của Thúy Nga để quý vị xem cái livestream đó, để xem và mình cùng nhau ở nhà. Tại vì trong cái thời điểm corona này thì mình chỉ ở stay home, chỉ việc ở nhà thôi quý vị. Chỉ có cách đó mới giúp được tất cả mọi người mà thoát qua cái thời gian này cho nó nhanh để mà mình có thể trở lại với cuộc sống bình thường. So just stay home và stay home. Mình đừng có đi ra ngoài đường, và mình xem cái livestream đó để mình thấy để mình cùng chia buồn cùng với lại gia đình của nữ ca sĩ Ý Lan. Chị Ý Lan là một chị nữ ca sĩ vô cùng sang trọng, quý phái, style và class, tất cả đều có một cái whole package mà giọng hát có 102. Và khi mình nói đến nữ danh ca Thái Thanh thì trên thế gian này chỉ có một thôi quý vị. Và bây giờ mình không có biết là có ai ở trong cái livestream này rồi. Khoảng 6 phút nữa là Bảo Hân sẽ FaceTime với Thái và mình sẽ nói chuyện với Bảo Hân. Thì dĩ nhiên cũng quý vị cũng biết là trong thời gian qua Bảo Hân không có trong những cái hoạt động về ca nhạc, nhưng mà Bảo Hân vẫn còn rất là tích cực và rất là làm rất là nhiều trong lĩnh vực thời trang nữa quý vị. Cho nên là đây là một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị với Thái Nguyễn và Bảo Hân. Không biết có ai vô xem cái livestream này. Hello Toàn, Toàn Nguyễn ở Seattle. Hello chị Liên ở bên Houston. Lâu quá em không có gặp chị rồi đó. Em cũng lâu rồi em không có đi về Houston cho nên không có gặp chị. Và nếu ngày hôm nay quý vị xem cái livestream xong á, là 12 giờ quý vị xem cái livestream bên Thúy Nga để mà thấy được cái đám tang của cô Thái Thanh á, thì quý vị có thể mặc áo màu hồng ở nhà. Mình lấy một cái áo màu hồng ra mình mặc, thứ nhất màu hồng nó rất là tươi mát, và mình cùng nhau mình xem cái đám tang và mình chia buồn cùng với lại nữ ca sĩ Ý Lan.
Hello chị, hello Hoa Siêu Thái, em cảm ơn. Bảo Hân có join vô rồi đó. Lian Khao, hi Lian. Lian tích cực xem livestream là thank you Lian nha. Lian share ra cho bạn bè xem. Bây giờ mọi người nó vô từ từ. Maybe hồi nãy cái connection nó không có work hả? Nó slow hay sao á? Ok, 4 phút nữa là Bảo Hân sẽ livestream với Thái. Rồi mình sẽ nói chuyện cho tới 11 giờ luôn. Xong rồi Thái sẽ end. Rồi xong rồi quý vị sẽ qua trang của Thúy Nga để mình xem cái livestream ở bên đó ha. Hello Tiffany Stanford. Leanne, bây giờ ở bên New Orleans là mấy giờ vậy Leanne? Hi Christos. Long time no see. How is Greece? Are you in Greece and how is the situation over there? Thì quý vị ơi, giống như Thái Nguyễn đã nói là bây giờ ở nhà thì hôm nay là sáng sớm mà Thái Nguyễn không có uống trà mà là mình sẽ uống nước nóng với lại chanh. Đó, nó cũng rất là tốt cho sức khỏe của mình. Oh, you in London? How is the situation in London? 12:57, 2 hours ahead OC thì cũng cũng là bằng giờ với lại Hello Quỳnh Vi, mẹ Vi đang ở nhà với lại hai cậu công tử phải không mẹ Vi? Dạ thì bây giờ là hình như là cũng là 10 12:57 ở bên Houston thì là Bảo Hân sắp sửa vô live chung rồi đó. Quỳnh Vi ơi, sao rồi? Có hai cậu con trai ở nhà thì cảm thấy như thế nào? Hôm bữa Huy Vũ có ông xã của Quỳnh Vi đó post một cái tấm hình rất là tội nghiệp của Quỳnh Vi lên giống như là Cinderella mà trước khi đi gặp hoàng tử vậy đó, ở nhà phải ở nhà lau nhà. Tội nghiệp ơi là tội nghiệp. Thấy nghĩ là bữa nào mình phải có một cái livestream để mà xem cái daily routine của Quỳnh Vi ở nhà như thế nào nha. Hello Cindy Võ. Ok, một tí xíu về thời trang quý vị, chẳng hạn như là hôm nay là vì vì muốn theo cái di chúc của cô Thái Thanh là mình đến mình đừng có mặc đồ đen mà mình chỉ cũng muốn mình mặc màu hồng. Thì Thái Nguyễn nó mặc một cái áo sơ mi, nhưng mà cái áo sơ mi thì dĩ nhiên mặc bình thường không thì nó đơn giản thì nó sẽ giống như mình đang đi làm văn phòng. Thì đối với Thái thì Thái muốn có thêm cái brooch. Cái brooch ngay đây thứ nhất là che được cái nút ngay cổ đây. Thì khi mà mình mặc sơ mi á mà mình che được cái nút ngay đây thì Thái Nguyễn sẽ thấy nó giống như, hoặc là mình đi làm thì mình đeo cái cà vạt hay là cái bow tie, nhưng mà Thái thì Thái muốn có một cái điểm nhấn gì đó. Cho nên là quý vị nam nữ đều có thể có một cái detail gì để mình cho nó khác biệt và nó it just add a little style and personality thì thôi. Hi Lisa, Quỳnh Vy nói cảm thấy là sắp chết. I need to return them back to school. Đúng rồi đó, Quỳnh Vy hình như tất cả phụ huynh, all parents là trong cái thời buổi này là phải rất là biết ơn. Thứ nhất là thầy cô trường học. Vì cái thời gian mà từ 8 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều mà con của mình đi vô trường học đó là mình làm được rất là nhiều việc ở nhà phải không Quỳnh Vy? Hello, hello, K Investment, Vũ, Trân, Đỗ. Rồi, Bảo Hân FaceTime rồi đó. Bây giờ là accept. Hello, gorgeous. Hello, oh my god, so cute. Hold on, đợi nha, đợi Thái sẽ connect Hân vô cái livestream. Hân ơi, Hân Hân cứ nói chuyện đi, không sao đâu, khán giả vẫn nghe Hân đó. Tại vì Hân đang xem Thái ở trên màn Không, computer. lúc mà chat á, lúc mà chat Hân phải chat với Thái ở FaceTime. Tại vì cái Facebook nó sẽ bị delay tí xíu. I can hear you perfectly. Rồi đó, bây giờ Hân ở trên Facebook rồi đó nha.
So should I turn something off? Because I'm confused with this. Không không, bây giờ Right? không So không không should không, Hân vẫn để FaceTime, thấy cần Hân I để turn off FaceTime. the Okay. Hello. Đâu rồi? Hi. Mới đó đâu rồi? Is Ừ. Đợi tí, đợi tí, đợi tí. But at Facebook, so what about Facebook? No, you just stay on FaceTime with me. Stay on FaceTime with me, don't go on Facebook. Facebook mình phải vô một cái device khác. Mấy đó đâu mất tiêu rồi. I just saw you. But should I turn off? Should I turn off Facebook? Because it's very confusing for me right now. Yeah, turn should off I turn Facebook. off? There you go, I can see you again. So just Hân cứ nói chuyện với Thái bằng FaceTime thôi, còn Facebook là có comment gì thì Thái sẽ đọc cho Hân biết. Ok, bây giờ mình có nhiều người xem rồi đó, rất là nhiều người xem. Hello chị Jennifer, hello Kevin, chị Tâm. Ok, Bảo Hân, hồi nãy Thái Nguyễn có chia sẻ đó là tại vì thứ nhất là ngày hôm nay mình sẽ nói về The Fabulous Bảo Hân, là you know, the one and only Bảo Hân. Nhưng mà hai người mình hẹn nhau mặc áo hồng, thứ nhất đó là tại vì mình muốn theo cái lời di chúc của cô Thái Thanh, là trong cái sau cái livestream của mình á, là mọi người sẽ vô cái Facebook của Thúy Nga để xem cái livestream của cái đám tang của cô Thái Thanh. Rất là tội nghiệp trong cái thời buổi này mà mọi người không có được gần lại với nhau á. Nhưng mà trong di chúc cổ muốn mọi người mặc áo hồng để cho cổ vui, cổ không muốn mặc đồ đen, cho nên là Bảo Hân cũng mặc áo hồng, Bảo Hân đeo mắt kiến hồng nữa. Kiến thật có chồng á. Khắp thế giới đang theo dõi chương trình TikTok với Thanh Nguyễn. You're so handsome, look at you. No, thank you. And I'm so excited to be doing this because honestly I'm so bored. quý vị và hân cũng biết rằng là bây giờ mọi người đang thoát qua một cái tình trạng rất là khó khăn mà không thật sự không có không giải thích sao thay yeah. It's so surreal tại vì và hân nghĩ rằng là cái này một cái tình trạng mà thường thường là mình chỉ xem trong phim phim Hollywood thôi, yes right? Yeah, giống như là mình không có tưởng tượng được là this is actually happening, but it is happening. And vì vậy và hân cũng mấy ngày này cũng ở nhà. Actually, thực sự thì cái công việc của Hân thì Hân trước đó đã ở nhà rồi. Bà Hân ở nhà nhiều, nhưng mà bây giờ, nhiều. Nhưng mà hồi xưa trong đầu mình ở nhà, nhưng mình muốn ra đường thì mình đi ra. Whenever you want me to go, you go. Còn bây giờ đấy, ở nhà mà không ra đường được. Bây giờ đi muốn ra nhà thì lén ra nhà, không sao, không sao, so no, just kidding. So yeah, you've been in quarantine, you've been social distancing từ cũng mấy tuần nay rồi, actually. Yeah. When we say, "Oh, you still look as gorgeous as always, chị Hân," and then "Tao Chi Mai" thì nói là "Hi Bảo Hân, you're so pretty." Oh, thank you. Yes, cái này là Bảo Hân là từ ngày hôm qua Bảo Hân làm make up cho tới bây ngày hôm nay luôn rồi đó. Thực sự quý vị biết là cái này là cũng chỉ là vì tại vì nói chuyện với Thái thôi, mà thông thường là you do not look like this. Thông thường là quần áo, pyjama, t-shirt thì rộng. Không, mà thật sự là Bảo Hân á, là chỉ cần làm makeup nhẹ thôi là Bảo Hân rất là đẹp. Bảo Hân không cần làm makeup nhiều. Buổi này phải nhiều lắm. Thay hết như hồi xưa như vậy bây giờ no more. But I'm not just kidding. Well, I did shower for you today. And thank you. So you cannot smell me, but I actually smell good. And it's yeah, it's like I said, nói là bây giờ thì it's just so weird that you mình không cảm tự là mình có thể mình bị it's just like I said, but and what really make again cái một điều thì bạn vẫn cũng không hiểu cái là tới bây giờ vẫn còn nhiều người đang lang thang ngoài đường đi chợ. Yeah, mọi người không có care, mọi người so irresponsible. It's so crazy, it's so absolutely crazy. And quý vị không biết là mới nghe một tin tức ở bên Anh Lê thì bây giờ Crown Prince Prince Charles cũng bị bệnh rồi. Yeah, so it's affecting everybody. Ai cũng thể bị bệnh, không phải là chỉ nghĩ rằng là người kia người nào người nọ, mà thực sự cũng người hàng xóm hay là trong gia đình mình cũng có ai cũng thể bệnh hết. And bây giờ cũng
theo dõi trên tin tức thì cũng không phải chỉ những người lớn tuổi bị mà cũng như là mấy người người trẻ trẻ nữa. yeah so Thật sự ra please là yes please stay home, mọi người stay home. please stay home, be responsible. Mình chỉ share một cái trách nhiệm tí của mình thôi, mình ở nhà. Thứ nhất là hôm bữa đó là tại vì á, actually you inspire me to làm cái live cái livestream talk này. Tại vì Bảo Hân đã post một cái clip vô cùng phải nói là relatable, và nó vô cùng touchy, và nó vô cùng Thái, it's very special và nó very real. Và Thái Nguyễn nghĩ là trong cái thời điểm này á, là you have to be real. Mình nó không có phải là cái it's temporary, nhưng mà phải real. Thì cái situation đây á, là Bảo Hân đang bị bệnh, và cái immune system, cái sức đề kháng của Bảo Hân nó không có mạnh. Yes. Và đến nỗi mà khi mà nói chuyện với Hân để mà set up cái buổi nói chuyện này á, thì Hân nói là ok, cái thời gian mà good cho Hân đó, thì Thái không biết là cái này là mình có chia sẻ được không Hân, là cái thời gian này là lúc mà Hân uống thuốc, thì cái thuốc nó Đáng lẽ thì bây giờ nó đang phải working in a, yeah, I should feel better yeah. right now, feeling better đó. Thì cái thuốc của bà Hân thì nó cũng tùy tùy ngày, tùy 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 không không có, nó không bao giờ nó consistent đâu, có ngày thì nó không, ngày không được thì Thì hiện giờ nó theo cái cơ thể của Bảo Hân phải không? hiện giờ thì đang mặc dù quý vị không có thấy rõ nhưng mà I'm actually very stiff and very shaky right now. So I mean I don't. Thì lúc mà cái thuốc đó, nó chưa có thấm đó quý vị, thì Hân rung nhiều, và Hân giống như cái người của Hân nó cứng hả? nó nó Yeah, nó không có nó không có cử em động được. là bên bộ của mình cảm thấy như một mình nhìn vào thấy như một người đàn bà phụ nữ 80 tuổi đi, tại vì Honey rất là chậm và Honey rất là very slow and very stiff. So do No, you no, want no, no. Thôi, me mắc công lắm. Thầy thấy là như vậy. to Không, không, cái demonstrate? it's not Thầy nghĩ như No. như vậy là quý vị đã hiểu. Cái bệnh này thì nó Hân thì Hân bị từ bệnh này từ lâu rồi, mà hồi trước á Hân cứ để ý một cái này là hồi xưa nhưng mà Hân mới mới bệnh là thì Parkinson's disease thì Hân có để ý một cái điều này là mỗi lần Hân bị cảm lạnh á thì it's almost like Hân biết trước là sẽ bị bệnh, tại vì mỗi lần khi cái ngày mà mình cảm thấy rất là khó chịu, thuốc nó không có work á, thì Hân nó nghi là something is up, là giống như là mình biết trước là sẽ bị bệnh cảm. So Hân nói chung là something is up. Vậy nhiều mấy ngày mà hãy mà Hân bị cảm lạnh, coi như trong cái thời gian đó là trong cái thời gian mà 3 4 ngày thì thuốc nó không có, cái Parkinson's disease doesn't work at all, không có. Cho nên là cái đó là cái điều mà bảo Hân, bác sĩ đã báo cho Hân bảo Hân biết từ lâu rồi là I have to be super careful. Đặc biệt tại vì hãy mà bị bệnh cái gì mà ấy là nó không, nothing works on me, là thuốc Tại nó vì không có. khi mà tại sao hơn tại vì lúc mà Hân bị bệnh thì cái sức đề kháng, cái immune nó phải fight cái khác, thì nó không có giúp cái Parkinson. At least I feel like it, tại vì mình cảm thấy như là đẩy cái người thì nó cũng nóng lạnh giống như mình bị bình thường, bị cảm thường, nhưng mà nó chỉ có cái là hơn bị nặng hơn là cái phần mà Parkinson, cái thuốc nó không có work, như vậy là không đi được, không nằm, không ngồi được, không bị Không chịu làm nặng, gì được. không được nặng nặng. Có lần hơn nhớ là hơn bị một cái food poison, oh my god, it was disastrous. Chỉ cái food poison thôi mà nằm coi như là muốn chết luôn, tại vì cái thuốc nó không có work, nothing works. Vì vậy là Hân biết là cái đó là một cái điều mà Hân phải cẩn thận rất là, very super careful. Vậy là Hân sợ lắm, Hân rất là sợ mấy ngày mà nhưng mà Hân cái một này chuyện này xảy ra thì Hân không ra, dám ra nhà thì sợ, nhưng mà ra nhà actually không biết nữa thì nó rất là phiền phức, mà can have really bad consequences. So I vì vậy Hân với coi như là khuyến khích các bạn là please ở nhà đi, tại vì có nhiều lúc quý vị không biết, có người bên ngoài thì thấy là người ta khỏe nhưng mà ở trong người ta không có được khỏe Đúng như vậy. rồi, đúng rồi. So please have, khi mà quý vị không có cảm thấy là you don't want to do it to yourself, you don't want to protect yourself, then at least protect other people. Tại vì quý vị có một cái immune system rất là tốt, nhưng mà there are a lot of people like they are not good, so please take that into consideration. Tại vì especially one thing, những trẻ mà bây giờ nó đang party, swing, bring them down. Trời ơi, cái phần mà party, you can party so many times, endlessly. There's only one life. Chỉ một, there's only one life you have. Either you have or we have. We all have one life only.
but multiple times to party. So party can come later on, but if you're seeking to some party, it's so irresponsible. So that's my wish to everybody. Please be considerate to others, if not to yourself, at least not to others and your loved ones, and just stay home. Thì theo cái status người ta nói á, có thể là mình lúc mình đi ra đường á, mình lỡ mình lây á, và với cái số đông của người Mỹ á, bên nước Mỹ mình á, một người có thể lây 50 người, thì càng ngày nó càng spread ra rất là nhiều. Cho nên mọi người phải nên ở nhà, chẳng hạn như bây giờ Bảo Hân trong một cái tình trạng đang bệnh như vậy và đang cần phải điều, phải nói là mình phải nuôi dưỡng, phải nurture cái immune system để cho Hân có một cái daily routine thôi. You know, nhưng mà lỡ mà bị cái này một cái là cái như the whole thing collapse thì tại vì bên cũng nha, mấy người mà bị bệnh mà mấy người the healthy ones, mấy người mà khỏe, người ta đã coi người ta cũng là chịu không nổi rồi, phải không? Ta mệt, ta nói ta rất là mệt. So they always say ta rất là mệt, ta không thở được. Imagine what I'm going through, because it's just unbelievable. Tại vì cái bệnh của hơn Parkinson, it comes with a lot of other things you don't know, but it's just cái điều cái mà nó có mấy cái symptom khác mà mình không biết được, tại vì cái bệnh này nó rất là kỳ, cái là nó everybody's different, everybody's different symptoms thì hơn thì bị như vậy, mà I have other problems too, giống như là hay mà bây giờ hơn không uống thuốc đó, là cái my chest hurts, mà hơn đi bác sĩ mà bao nhiêu bác sĩ hơn đi rồi, bác sĩ nào cũng nói là my heart is fine, cái tim của hơn okay, mà hay mà hơn uống thuốc Parkinson nào thì everything's fine. It's all connected though. They told me it's all connected. So I don't need more problems, because người đã yếu rồi, bây giờ mình thêm nữa, mình nặng nữa, Nhưng mà cái vấn đề đây là Thái rất là tội nghiệp cho Hân, và tại vì cái này cái bệnh là không có ai mình muốn phải có hết, nhưng mà trong cái nó là trong gene rồi, phải không? Trong cái gene của mình rồi. Thông thường thì cái bệnh này nó không, it's not scientifically proven that it's running in the family, tại vì trong gia đình của bà Hân thì đặc biệt có, tại vì mẹ Hân, bà Hân bị nè, cậu của Hân bị nè. Nhưng mà cái lý do mà Thái muốn nói chuyện với mọi người, với Bảo Hân hôm nay, và cho mọi người thấy đó là mặc dầu Hân có một cái bệnh, nhưng mà Hân không có give up. Hân vẫn làm, Hân vẫn làm rất là nhiều thứ, mà những cái thứ, những cái việc này là it's your passion, cái thứ, một cái đam mê của Hân. Cho nên là để cho quý vị thấy đó, mặc dầu là Hân đang có bệnh, một cái bệnh Parkinson, nó rất là cực, nó rất là đau đớn, nó rất là mệt mỏi, nhưng mà Hân không có give up. Cho nên quý vị, trong cái lúc cái corona, quý vị chỉ cần ở nhà một thời gian 2 tuần thôi, it's not bad. Cho nên quý vị cứ việc ở nhà, quý vị tìm một cái việc gì làm, you know. Hân bây giờ, Hân dĩ nhiên là một người nghệ sĩ ở trên sân khấu, quý vị đã thấy rất là nhiều năm ở trên Trung tâm Thúy Nga, không có ca sĩ nào mà diễn mà bằng giống như Bảo Hân á. Nếu thật sự mà Bảo Hân mà diễn mà được Oscar là được Oscar rồi đó. Can we chat every day? Mỗi ngày. Yes. Hân diễn rất là hay, mà Thái nhớ hoài luôn, không biết Hân nhớ. Hân là người đầu tiên mà Thái interview cái kiểu một nguyên một cái journey, Hân đến Thúy Nga từ cuốn 1 cho tới cuốn 100 luôn á, nhớ không? Đó đó, thì Thái nhớ hoài chị Thủy, chị Marito nói là Hân có một cái, she's very charismatic. Hân có một cái duyên mà giống như là chỉ có Bảo Hân có thôi. Yes. Cho nên á, và cái vấn đề cái đó là, một là tại vì Hân rất là có cái niềm đam mê trên sân khấu, nhưng thứ hai nữa là Hân đam mê thời trang kinh khủng. Yes, it's, oh my gosh, I don't even know what to start. People, mấy người mà đã làm việc chung với vợ Hân, mấy người, especially giờ mấy người khách, my clients, trước khi mà làm việc Hân, thông thường lúc nào nói người ta là, or actually, my husband always tells them, meet your new BFF, bà Hân, because she's going to be texting you at 3-4 giờ sáng and tell them, show me áo đẹp nhất thì sao, mặc nên mặc áo này. Ai Hân thì Hân rất là mê, Hân rất là mê thời trang, mà, let's put it this way, từ lúc mà Hân bị bệnh thì I'm so full of life. Hân is my life, because I guess it's because một phần là tại vì cái thuốc của Hân nó giống như là mình, mỗi lần Hân uống thuốc thì Hân cứ cảm thấy như là mình phải làm càng nhiều càng tốt, tại vì cái thời gian một thuốc nó không được dài lắm. Thuốc hết thì bọn Hân có làm được nhiều bao nhiêu cả. So
I always, it's every time Huân uống thuốc thì it's như một cái race against time, tại vì mình uống vào để cho mình không làm không một chuyện được, mình mai cô được, hay là mình email được, hay mình dọn dẹp nhà cửa, hay là nói chung là mình you do something. Cái thuốc đó nó last được bao lâu hơn? Well, I have to take it 6 times a day, 6 lần ngày. Mỗi lần nó khoảng maybe like half an hour. Wow. It's a race against time. And my husband always tells me like, cảm thấy nhìn vợ hơn cái gì cũng làm sao nhanh, anh cứ hỏi hơn là sao em làm cái gì cũng nhanh mà sao em nói nhanh, cái gì nói nhanh. I'm running, I feel like I'm running out of time. Yeah. You know, cho nên là cái gì, whatever I do, it's fast. And but I'm not complaining. I'm not telling you this because I'm complaining. I'm telling you it's the reality. Because it's reality and because I'm enjoying doing it, you know. And I think for me right now, I live my life to the fullest, and I think my biggest fear right now is maybe one day not to be able to do these things, you know. Không có sợ gì, không có sợ là, you know, one second, just give me one second, just picture my phone. I'm not worried about anything. I'm just worried about the fact that I won't be productive anymore. I love it so much, especially fashion. I love fashion. Thì để nó vừa có nhiều quý vị người ta sẽ không có hiểu nói là tại sao nếu mà Bảo Hân trong một cái condition như vậy mà tại sao cứ làm hoài. Nhưng mà thật sự là Bảo Hân muốn làm. Yes. Bảo Hân không muốn mà nằm một chỗ mà khi mà cái thuốc nó thấm đó, quý vị, thì coi như là mình trở lại như bình thường. Thì lúc đó là Bảo Hân muốn live life, muốn enjoy cuộc sống, muốn làm cái gì mình thích, muốn làm cái gì mình mơ. Có nhiều cái, nói chung là nghĩ là Hân cũng có nhiều lý do tại sao Hân vẫn làm nhiều. Tại vì thứ nhất là mình hay mà mình làm thì mình không có thấy là mình bị bệnh. Yes. Dĩ nhiên cái điều đó thì Hân sẽ chấp nhận là it's not, không phải là tại Hân không muốn chấp nhận, Hân chấp nhận là Hân bị bệnh rồi. Nhưng mà hay mà bây giờ Hân ngồi đây, Hân nằm đây hay là Hân cứ nghỉ ngơi như vậy thì thật sự nó cũng no, it's not gonna make it feel bad, go away. Nó cái bệnh này nó cũng không có đi đâu mà nó không có đỡ hơn, nó tệ hơn, nó cũng chỉ vậy thôi. Cho nên là thà là mình dùng cái thời gian mà mình trong cái lúc mà mình làm được thì mình cứ làm đi. Rồi hay mà mệt thì ok thì take a break, nhưng mà I want to because I want to be productive. You know? That's everybody. Mỗi người có một cái therapy riêng, người ta có cái cách này về sau để cho người ta cảm thấy feel better. My therapy is being productive. As long as I can do something, thì nó mình cảm thấy như là mình vẫn làm được, thì đó cái điều đó làm cho hơn vui. Mà the mental state is so much, is so important in terms of physical. Maybe. Yes. Whatever you feel, whatever you experience mentally, your senses, I totally think that it not set on physical. As long as you're happy. Yes. Đó, cho nên là Thái luôn luôn nói với mọi người là vui, happy là quan trọng nhất. Yes. It doesn't matter mình làm cái gì, it doesn't matter bao nhiêu tiền mình có, miễn sao mình phải happy. Exactly. Nhất là như trong trường hợp của anh mà mỗi lần hắn may một cái áo thì trời ơi, may một cái áo thì hình như cũng 5 tuần một sau cái áo. I always, you know, the thing is I can make fun of myself. Hay là khâu một cái nút, cần ít nhất 1-2-3 tiếng một để khâu một cái nút. Thì, nhưng mà cái điều mà hắn đã học được nhiều nhất trong cái journey này nhất là it's not how long it takes, it's all as long as you get there. It's yes. It's not how long it takes, as long you get there. As long as you get there. It's an accomplishment. Yes. And accomplishment cho Hân là it's the most beautiful thing. And just to see như bây giờ thấy một người khách mặc cái áo vào mà mê rồi thích rồi, oh my god, I love it so much. It's like, it's all worth it. I'm so happy. And especially you know, you are in this industry, you know that you work with so many people and especially, you know, and you make them look fabulous. And me, I'm just like, you work with real people, with real stars, you know. You know, so it's very rewarding. It's rewarding to see how people really enjoy your work, and you know, it all comes back to this. Việc là một điều, nhưng mà cái reward của mình thì nó vẫn là it's much more because you make somebody feel good, make them feel pretty. Thì Thái cảm thấy mình rất là may mắn. Mình này không phải là mình nói là mình put down những người khác hay là anything, nhưng mà Thái thấy nó rất là quan trọng là nếu mình được làm cái gì mà mình mê á, là it's the best, like I'm the luckiest person in the world. One deal would do and make other people feel good about themselves. That's not, you know, hồi trước hơn thì I really enjoy being on stage. Honestly, I'd be on stage and just perform and make people dance and jump around like crazy like me. That's
That was one thing and I really truly enjoyed it. Nhưng mà bây giờ thì bọn Hân cảm thấy như là Hân làm việc gần gũi hơn với một người khách thì mình cứ cảm thấy như là người ta có mấy cái insecurities in their lives. Thì my new job is to basically bring out their self-confidence. Yes. Makes them feel better about themselves. Yeah. It's so much, I wouldn't say that being on stage wasn't rewarding, but cái này nó cảm thấy như là it's more on a personal level. Yes, that yes. Thì cái đó, Hân nói cái đó rất là đúng, đó là đối với Thái là khi mà Thái làm việc với lại một người nghệ sĩ hay là một người khách bình thường hay là một cô dâu đi, it's all about the conversation I have with them. Yes, exactly. Nó là một cái cách mà mình nói chuyện, mình giống như là Hân là một người khách với Thái đi, Hân nói, Thái nghe, rồi xong rồi hai người mới tìm hiểu nhau, rồi xong mình sẽ trust nhau, rồi mình sẽ làm một cái áo đó. Mà cái áo đó khi mà Hân mới bước vô cửa, có thể là Hân không có nghĩ là Hân sẽ mặc cái áo đó đâu. Nhưng sau khi mình nói chuyện với nhau, mình show cái này cái kia, and then they were like, oh my god, that's who I am. Cái đó là tôi là tôi. Cái đó cái trường hợp đó bị cũng you know what like, medication kick in already you get good I can move life on time is you can move that. You can move around now yes là thuốc nó vô rồi đó the drugs I'm so high right now I'm flying high right now I'm so happy for you. Oh my god, cái này chatting with you, seriously, nói chuyện với Hân mà nó giống như là cái emotional roller coaster vậy, nó lên nó xuống, nó lên nó xuống vậy nè. But now I'm good. Yeah, I can move better. Mưa bây giờ đi châu lên đứng dậy cho quý vị xem bộ đồ của Hân mặc được không? Cái này là Hân có mặc của Bảo Hân size hồ không? Yes, that's Bảo Hân style đó quý vị. Đó bây giờ là Hân đứng dậy Hân xoay được rồi đó. So cute. Okay, so back to so many people nhiều người, they walk into your office, your salon, your studio, and when you pull out a dress that you make, when as a designer you always have a certain vision for people. I mean, you know, I think this looks good on you. I think this looks good on you. They when you that automatically will say. No, I don't want this. I don't never wear this. But you look on fan, and they're like, yeah, just try it on. Put it for me, please. Yeah. And they put it on, and they were like, oh, I like it. Mm-hmm. That's the best feeling to know that you make people feel better about themselves, and without them actually, knowing that. So it's fun. It's a fun job. Yeah. Yes. Okay. Bây giờ có những cái câu hỏi mà tò mò nha. Bây giờ the food, your food is in, your drugs is in. No, mà phải chia sẻ cho quý vị biết là cũng Hân, Thái cũng rất là vui cho Hân là tại vì Hân có biết là Hân thích, Hân mê cái gì. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa đó là Hân có một ông xã rất là tuyệt vời. Để mà ông xã phải always by your side và support Hân và luôn luôn chụp. Ông xã của Hân là T Trần, là một photographer và luôn luôn chụp những cái hình của Bảo Hân rất là đẹp. Cho nên là quý vị thấy những cái hình mà của Bảo Hân post trên Facebook và Instagram rồi đó là hình của ông xã chụp. Đúng, yes. Thì để mà luôn luôn constantly Thái nghĩ cái đó nó rất là giúp cho cái mental state, cho cái tâm lý của Hân là luôn luôn Hân vẫn thấy được cái sự mà đẹp của mình. Qua những cái bức hình đó thì I think that's very very you're very lucky and T is very lucky. No, I think we both are lucky. But yeah, absolutely. Tại vì khi chắc chắn quý vị biết rằng là cái người mà bị bệnh đó thì khỏi phải nói người ta có cái số của riêng người ta, nghiệp người ta, tội nghiệp người ta. Nhưng mà cái người mà sống cả một người bị bệnh đó thì mình phải you have to point them out and give them special attention because it's not easy. Một người mà sống trong cái một người bị bệnh, giống như bố hơn á, thì I bow to my dad. Mm-hmm. I mean, bố mẹ năm nay thì mẹ cũng không khỏe, mẹ bệnh lắm rồi. Mm-hmm. And she, cái tính mẹ gái thì mẹ không muốn ai gần tới mẹ. Mm-hmm. Nào, she only relies on my dad. Mm-hmm. Thì bây giờ thật sự bây giờ hơn cũng rất là lo cho bố, tại vì bố cũng lớn tuổi rồi, mm-hmm. vẫn tiếp tục lo cho mẹ. Thì he is so selfless, you know, because he loves her. And mm-hmm. so I'm very blessed to have a husband. Really like sacrifice a lot. Yes. For me, a lot. That's definitely true love. It's tại vì quý vị biết là, I mean, maybe you don't know, but ông xã từ bên Canada, he's from Montreal. Mm-hmm, mm-hmm. Mà Montreal thì cái
thời tiết cái khí hậu nó rất là mùa đông, lạnh vô cùng lạnh, không tưởng tượng được, it's so cold. Nhưng mà bà Hân có ở trên đó một thời gian thì I couldn't, bà Hân không chịu. Thank you, không nổi. Chân tay cứng rồi mà, mà bây giờ cứ một ngày nào mà nó không được có gì đó, chỉ lạnh lạnh một chút xíu thôi là I cannot do anything again, lại chân tay cứng lắm, không, cứ như đứng như cái tượng luôn. Cho nên là ông xã đã sẵn sàng move với Hân. Hy sinh và dọn về Houston. Chỗ nào mà nó ấm hơn, mặc dù bỏ bạn, gia đình, bạn bè, công việc đầy đủ, bỏ hết để con bên đây, thì this is a lot. It's for a man to all sacrifice all this. It's a lot. And thật sự cái background, my husband cũng không phải là photography. His background is marketing, anh là marketing director. 14 năm mà bỏ cái đó hết just for để cho vợ ở một cái xứ nào mà cho nó ấm hơn. So she can feel that. That's a lot, you know, it's a lot. And on the database, như là cái những ngày mà không khỏe thì he là cái người mà luôn luôn lo cho hơn, rồi khuyến khích hơn làm này. It's a lot. And because of that, tại vì cái vụ đó, tại vì anh như vậy, that's another reason for me to be constantly positive. And yes, you cannot give up. I don't want him to take care of me. Anh không muốn anh phải lo của anh từng ấy. But I won't be able to do my take care of myself. Và tại vì mình cũng làm cho mình muốn cho người chồng mình cũng at least mình không muốn là I don't want to be like a case, like a case mà để cho sợ ông chồng lo cho mình thôi. I want him to love me for who I am. I don't want him to far from me. You know, mình muốn là trong cặp mắt của chồng mình muốn là mình là phụ nữ, mình là một independent woman and strong man and do all these things. So he doesn't have to be. Tôi nghĩ là lúc nào cũng phải lo cho vợ. I don't want that. So. Bên này có nhiều cái mà Hân vẫn tự làm, Hân không có nhờ làm, có nhiều cái nhất cái này hay làm cái kia. Hân, anh cũng biết cái điều đó, anh cũng nói với mấy người bạn, anh nói là anh không có, bây giờ có nhiều cái vợ, anh để cho vợ Hân làm. Mặc dù vợ Hân, anh thấy là vợ Hân có struggle, mà anh không có nhảy vào. Anh nghĩ là đến khi if she calls me, I come with it. But I won't be there like all times. Like okay. No, because you're not a baby. You know. Yeah. Yeah. Tại vì mình không muốn là giống như là bạn không muốn cái feeling là bạn phải thuộc về anh thì. Yeah. Mặc dù it's true I need him in my life because he helps me. Nhưng mà I vẫn muốn cái at least some sort of independence. Yeah. Know, and make sure that you know I'm okay. So. Yes. So to be honest, to me, I think Hân là vô cùng strong. You are very strong. You fight the battle. Của cái bệnh, and then you fight the battle của like daily life, you know, on phải rely on thuốc này kia. It's strong. Thank you, Thái. It's a lot because cái nhiều cái thì người khác không có ở bên cạnh thân yêu, người ta không có thấy, nhưng mà I struggle on a daily basis with simple things in life, you know, and vì đó hơn không có I don't take things for granted anymore. Không có giống như là không phải chuyện đương nhiên là bây giờ hôm sáng hơn dậy rồi hơn đi ra đi vô rồi. It's not hay là làm rửa chén just that task can take me forever. Like nếu mà không thì thuốc nó không thấm được, đứng đó hơn cầm cái đấy rồi làm rớt. Oh my god, một ngày không biết hơn làm rớt đồ bao nhiêu. It's a zillion times and but it's part of life and it's part of my new life now and. That's the thing. Thái rất là cảm ơn Hân đã nêu ra cái đó. Nó là it's the new normal. Giả tỷ như bình thường á, là một người bình thường á, thì ta có thể làm những cái này những cái kia. Nhưng khi có cái chuyện gì xảy ra đó, mình phải adapt, mình phải chấp nhận và mình phải làm sao để mình làm theo cái gì mới. Nó gọi là the new normal. Thì cũng giống như bây giờ mình trong cái tình cảnh là corona như vậy. It's the new normal. Ok, mình đừng có ở nhà mà mình ở không rồi mình không làm gì. Rồi có rất là nhiều người là ok, it's good là nhiều người livestream mình, họ nấu ăn, họ làm này kia. It's good, quý vị nên làm những cái đó để mình có những cái, you know, an inspiration cho những người khác. Có nhiều người người ta không biết làm gì, người ta cứ nằm ở nhà, người ta coi phim, rồi người ta ăn, người ta coi phim, you know. Nhưng mà trong một cái ngày 24 tiếng á, Thái nghĩ là có rất... Thật sự với Hân á, khi mà mình không có cái, like, trước khi cái corona này á, mình nói, oh my god, một ngày 24 tiếng không có đủ để mình làm được cái những cái chuyện khác. But bây giờ bị lock ở nhà không có làm gì hết, 24 tiếng nó rất là dài. You can do a lot of things. Và Hân là người sẽ hiểu cái đó nhiều hơn. Là 24 tiếng Hân sẽ biết là cái thuốc là Hân phải uống lúc nào. Là lúc nào là Hân sẽ ok, lúc nào Hân move được, lúc nào Hân đó.
thì đối với Hân thì đối với Thái thì Thái I think you're so strong, you are my superwoman, seriously. In reality, thực tế nó là như vậy luôn á. Mình không có nói là superwoman ở trên phim mình, you know, it's all digital, nó là tất cả là digital thôi, mà nó là khoa học ảo tưởng. Nhưng mà thật sự với Hân phải adapt tới một cái cuộc sống, một cái new normal này, it's It's not easy, but it a lot of things. Again, these when we when some when something like this happens, it's a reminder for us again to not take things for granted. You know, cái đó là một cái điều mà mình hồi trước là mình nghĩ là đi đi chợ hay là đi 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 chơi đi dạo, it was a normal thing, but now it's not the normal thing anymore. It's like a luxury, you know. So, but again, it's something that we can all work together and we can fight this, you know. So again, it's not, and we don't want this to be forever, right? So it goes No, again, this it is goes just temporary thôi. Cái này là temporary, temporary thôi. But Quý vị, nếu mà quý vị có comment, quý vị muốn chia sẻ hoặc nói gì với Bảo Hân, quý vị comment phía dưới nha. Có một bạn Thịnh Nguyễn nói we love you Bảo Hân, you are an inspirational for Vietnamese American young generation and thank you for being a part of my childhood. Never give up Bảo Hân, you're the reason that I learned Vietnamese when I was small from your performance in Paris by Night. Love, Thank you. love Bảo Hân. Oh, thank you. That's so See, sweet of there are people that look up to you. There are those people, including me. I am one of those people that look up to you, okay? Bây giờ nè, tới một cái phần mình tò mò tí xíu về Bảo Hân nè. Bây giờ là ăn uống thì Bảo Hân vẫn ăn uống bình thường hay là sao? Yes, ăn uống thì I eat a lot actually. Hơn ăn ăn nhiều, mà ăn all the wrong things. I eat a lot of junk Snack, food. snacks, yeah. A lot of But nhưng snacks mà what is your favorite Vietnamese food? Cái món đồ ăn Việt Nam nào thích nhất? I Oh gosh, too many đồ nhiều Một quá. cái thôi, một món thôi. Nếu mà muốn ăn á, phải có mình luôn thèm hoài đó là món gì? Actually, cái món này là tụi này làm ở nhà nhiều lắm, tại vì tụi này nghĩ rằng là không ở ngoài không có chỗ nào nó ngon bằng ở nhà. It's not much, but it's bò Bò nhúng giấm. nhúng giấm. Ok. It's not much, but tại vì tụi này có I have a secret recipe from my boss, so that's Ok, why. ok. Yeah, No, I love that too. I love bò nhúng giấm It's too. very, tại vì nó So I rất have to healthy. try it. My secret recipe is the best, and I give myself 5 stars, and I give myself best. And, yeah, cái tại vì hơn nghĩ là đi ở ngoài thì người ta thông thường người ta không có cho đủ rau, hay là không cái broth cái giấm nó cũng không có ngon, you know. So Ok. I think that's the best. Rồi, coi như là Hân thích ăn thịt bò. Ok, now when nếu mà ăn ăn steak á, you like it well done or rare? I don't like steak. You don't like steak. Nhưng mà Hân ăn thích bò nhúng giấm nhưng mà không Bò nhúng thích giấm, no, but then you don't eat it. steak. Ok rồi. Cake or donut? Both. Both. You thích cái nào hơn? Oh gosh, I love Okay, you both. love both. Okay, nếu mà đối với Hân thì cái nào nó tiện cho Hân hết? Nấu ăn ở nhà, ra ngoài ăn hay là mua to go? Muốn thì muốn nấu ở nhà nhiều hơn, Nhưng mà nhưng mà reality thì it's limited, Uber Eats rất là nhiều. yeah. Okay. Soda, tea, coffee, với lại water. What do you drink? Water. Okay, water. Sparkling water. Sparkling water. Yes, me too. I love sparkling water too. Yes, me Right. too. Sparkling water. Favorite color. Nude. Yes, actually do nude. I agree, Okay, nude. nude. Okay, là màu da đó quý vị, màu màu Yes. màu skin đó. Okay, sandals or heels? Oh my God, what these questions are so hard. I go for heels. Heels. Okay. What do you think about áo dài? How do you feel when you wear áo dài? I would love to wear áo dài even more often, tại vì if Mà any Hân mặc áo occasion. dài rất là đẹp. Thank you. You know what? Hân nghĩ là ai mặc áo dài cũng đẹp đấy. Cái áo dài nó tự động nó làm người đẹp. Because it's so flattering. Eo thì nhỏ xíu, tay thì ôm, rồi Let's áo show everything. Show everything chân thì dài. So I think it's very flattering. Yeah. And I definitely love áo dài. And it's I think I would
want to wear more often nếu mà có cơ hội. Any special occasion that I have, I usually wear. Okay. Lúc mà Hân mặc đồ, you like it fitted hay là rộng thoải mái? Probably more fitted. Fitted. Okay. Do you like suits? Có thích mặc đồ suit không? For women? Yeah. Yes, absolutely. Yeah. Okay. How do you feel when you wear suits? Man, I feel like a woman. I would say suit. It makes me. I think it's actually very sexy. I think it's very sexy. Yes. It has to be tailored suit. Yeah, mm-hmm. But it, to me, I think it's very sexy with heels. Very nice. Okay. Lúc mà Hân xem phim, action, drama, comedy, or thriller? Gosh, these tough questions. Easy question. Oh my god. Oh my god. I'm so indecisive because I like everything. I like suspense, so I go for thriller. I go for like a funny, suspenseful drama. Get that? So maybe Parasite. It's something that you would like. Yes. Yes. I thought you were gonna say Parasite. No, Parasite. Okay. Thích đọc sách thì hay là coi TV? Definitely TV. TV. do you exercise? No. No. Okay. I should, and I will. Sau cái corona này bà Hân sẽ đi tập thể dục. Okay. No, you don't need to exercise. You mean that you stay healthy được rồi phải không? No, Hân là thức khuya dậy trễ hay là ngủ sớm rồi dậy sớm? I think the answer is you thức khuya. Thức khuya dậy sớm. Thức khuya dậy sớm. Average mỗi ngày á là Hân ngủ được bao nhiêu tiếng? You don't wanna know. It's bad. It's bad. 4 hours. Wow. Cái đó là tại vì cái body của Hân hay là sao? Tại vì thứ nhất là my husband, anh Thi thì anh làm việc khuya nhiều lắm. Tại vì anh, he just stays up all night. Yeah. Tại vì anh làm việc như vậy thì anh cảm thấy giống như là tội nghiệp anh, so I stay up with him. And then anh đi ngủ thì anh dậy sớm để phải uống thuốc. So, and then actually cũng tiểu hơn không ngủ đâu được. Tại vì cái sau một thời gian cái người nó bắt đầu nó, lúc mà trong lúc mình ngủ người nó cứng đắc, I can't barely move. And then nhúc nhích, so I can't have to phải uống thuốc vào để cho I'm able to move. And lúc đó thì cũng thức dậy đi luôn. But I take a lot of naps ban ngày thì hơn cũng ngủ chưa nhiều. Okay, con ngủ nap is good. Yes. Do you prefer call or text? Call. For sure. Okay. Yes. How many times lên Facebook mỗi ngày? Lately, less, much less than before. Hồi xưa nhiều, bây giờ. Bây giờ chỉ lên để livestream với Thái thôi. Yes, exactly. Between Facebook và Instagram, Hân thích cái nào hơn? Instagram. Instagram, okay. Yeah. Bây giờ là Hân là một ca sĩ và một fashion designer. Nếu mà có một cái sự lựa chọn, what other career do you want to do? Actress. Actress? Yes, actress. Okay, là một nữ diễn viên. Because I think you'll be so good at it. My biggest regret in life is that I didn't start. Didn't pursue cái acting. That's yeah. The biggest regret that you. It's just a feeling that I could have done a decent job as an actress, but unfortunately too late now, I guess. I don't know. Well, it's never too late. You can still come up with different sketch and different skit là để mà Hân tự act. I'm an actress in my own movies. Yes. Why not? Do your own script. Hân, nhưng mà bây giờ Hân có lái xe được không? I still drive, but he doesn't want me to drive. Ông xã không cho, but I still do. Không có đi xa mà gần nhà thì vẫn lái xe. Okay, okay. What is the first thing, cái gì đầu tiên Hân làm là khi Hân thức dậy? Uống thuốc. Uống thuốc. Yeah. Rồi, cái gì mà Hân làm trước khi Hân đi ngủ? Chơi computer game. Computer game. on the iPad. On the iPad. Okay, that's cute. That's cute. Right. Nếu chỉ còn một ngày để sống thì Hân sẽ muốn làm gì? Ăn. Mà ăn cái gì? Bò nhúng giấm. Bò nhúng giấm với cà rem. So cute. Like at the end of the day, I feel like you're still a kid.
I'm married to a big kid. I'm married to a very big kid. So we both very, very mature. Yeah. Okay. Nếu mà for example, nếu mà trong một cái scenario mà Hân là một người bình thường nha, everything is normal, và cái scenario khác là trong cái condition của Hân như vậy, nếu mà bị ra đà, r, bỏ ra một cái đảo hoang đó, thì Hân sẽ đem theo một cái món đồ gì? Nếu mà Hân là normal á, thì sẽ đem cái món đồ gì? Và trong cái condition đang bị bệnh này sẽ đem một món đồ gì? Món đồ gì? Món, I don't understand the question. Like, what is the one thing that you will bring if you... Bring where? Leo? You are in a desert, island. The thing that I would bring? Yeah, one thing that you would bring. My phone. Your phone? Phone rồi ra ngoài đó đâu có điện đâu mà charge mà xài. Okay. Okay, what about an umbrella? Sợ thì sợ bị hỏng, bị cháy. Đem dù phải không, để che nắng che mưa. Yeah. Okay. Nếu có một cái cơ hội, an opportunity để mà đi ăn tối với một thần tượng của mình, người đó là ai? Cái người đó có thể là còn sống hay là đã chết rồi. Who is your one idol that you want to have dinner with? That's a tough question because mình có nhiều idol, mình có idol vì nhiều lý do. Mình thích người này tại vì người ta đẹp, mình thích những lý do. Một người thôi, một người thôi. The ultimate một người. Ryan Gosling. Ryan Gosling, phải đẹp trai quá phải không? No words. Okay, vậy bữa nào mà Thái gặp Eva Mendes thì Thái sẽ nói là cho Bảo Hân mượn Ryan can một you, ngày. Can you just make her go away somehow? Em chỉ có biến đi. No, cổ cũng đẹp mà. Cổ cũng đẹp mà tội nghiệp cổ. Eva Mendes cũng đẹp. No, đâu có nói là, Hân đâu nói chê cổ xấu đâu. Không chỉ nói là chỉ có đi đâu đi, để cho ổng. He sees me. Okay, you want Ryan Gosling. Okay, và bây giờ nếu mà Hân có một cái tip gì mà để chia sẻ với quý vị, giả sử như là về thời trang hay là về cuộc sống hay là về, you know, during the corona. Yeah, okay. During the corona. Okay, so tip. Okay, I guess the mental state. Okay, so the most important thing is that we the physical part, mà nói là trong cái phần mà lúc mà bây giờ mình bị social distancing thì như là cái phần mà exercise thì nó không có không có nhiều, cho nên là cái đó thì khỏi phải nói rồi. I'm just talking about cái phần mental state. Thì tôi nghĩ là cái đó một cái điều rất là quan trọng. You have to in not only now but in life in general, you just have to stay positive no matter what, you know. And I guess for now, in Corona, thì Hân nghĩ là just hang in there, hang in there, and do what the experts tell you to do. Stay home. Stay home. Very stay home. Tại vì again, I always have to go back to those people who are not doing what they're supposed to do. Who are not irresponsible. Tại vì Hân nghĩ là there's I'm sorry. I'm really sorry. Just I'm being really mean right now. There are two things they have to differentiate. There are dumb people, and then there are ignorance. But there are two things. Dumb, that's not it's not their fault. Những người mà thiếu suy nghĩ. Không vậy, những người không được nhỉ, không được nhỉ. Thông minh, không được thông minh. Không thông minh nhỉ. Ở đây có mấy người mà choose to be ignorant. Mấy người mà coi như là không muốn nghe, tại vì they choose to be like this. Cái đó nó rất là nguy hiểm. Cái đó nguy hiểm hơn là cái dumb, it's okay, you can forgive. But ignorance, you cannot forgive because you chose to be like this. Thì mấy người đó là bà Hân không có, mình không có thể have no tolerance for that. Tại vì cái đó rất là irresponsible, rất là irresponsible towards mấy người mà lớn tuổi hay là mấy người mà có những cái medical condition đặc biệt lớn tuổi là I'm so heartbroken. Hân thấy như ngày hôm nay, cô Thái Thanh sẽ coi như là sẽ đóng lại cô Thái Thanh. It's so heartbreaking for me to see that. Like, we cannot come together. Mình không có đi đám tang được để pay tribute to her, you know. Cái này, yeah, mọi người ai cũng phải. Everybody has to be online and live stream. This is so so sad. Hay là nói chung là mấy cái trường hợp mà Hân thấy là bao nhiêu người đã qua đời mà trong lúc mà qua đời không có thể được gần gũi. Yes, giống như ở bên Ý đó.
Ở bên Ý là Ủa? cái người ta nói là không, cái nhà nhà hỏa tang hỏa thiêu không có chỗ để mà đủ để mà đi thiêu cái xác, và xong phải để ở nhà thờ. Mà đâu bây giờ có mình sợ in all that, mình đâu bây giờ mình tưởng tượng được là mình có thể get to this point, no family would ever imagine they have to really like pick up the mother's corpse at some at some facility. Hay là nói chung là lúc mà qua đời không có được bên cạnh. You want to be there when somebody passes away. You can't be there. So these are the things that if you just if you, it doesn't if you're healthy and you're fine, it's okay. But again, think about being a millennial, the elderly. They deserve it just as much. They deserve to live and and die in gracefully, just like everybody else. You know, nobody wants to be go through this. So, I'm urging everybody again to please stay home and do your part, because it has proven that it flattens the curve. You know, and so it works. Just don't give up. Đừng có bỏ cuộc so fast and bực bội hay khó chịu muốn là nhà thăm bạn bè đi chơi. No, cắt tóc, who cares about hair, you know, like, but anything, that kind of, forget about it. You don't need a hair color now. We all in this together, so just hang in there, and you will get through this. Thì Hân Hân nói một cái cách rất là đúng, đó là cái này là temporary thôi, và mình cái lý do mà họ muốn mình stay home ở nhà đó là để giống như mình có cái thời gian đó để mà họ cái những cái chỗ như bệnh viện, bác sĩ y tá rồi đó, họ có cái thời gian để họ chữa những người đã bị bệnh rồi, còn mình ở nhà để mình bớt cái lây lây lan đó ra. Nhưng mà Hân nói một cái điều rất là Thái cảm thấy rất là tội nghiệp, đặc biệt là đến chị nữ ca sĩ Ý Lan, là Hân cũng làm việc với chị Ý Lan, Thái cũng làm việc với chị Ý Lan. Chị rất là dễ thương và chị thương mẹ chị vô cùng, là cô Thái Thanh. Mà trong khi đó cái lúc mà tới giây phút cuối cùng mà chị cũng không có ở gần được, là tại vì mình cái corona này. Mà xong rồi bây giờ cái đám tang, mình Hân cứ nghĩ một đám tang của một nữ danh ca lớn nhất của thế của Việt Nam mình mà mọi người không đến tham dự được, mà chỉ qua livestream, it's so sad. Nhưng mà I think it's cái thời gian này nó làm cho mình không có expect là chuyện gì nó sẽ xảy ra. Anything could happen, right? Anything could happen, but again, we are in this together, and we can make a change. It's not that we don't. No, we can. Everybody just do your part. Let the mấy người bác sĩ y tá cho người ta làm việc. Get the, đừng có bị đừng có mua mua mấy cái đồ tầm bậy tầm bạ mấy cái đó. Thật sự người ta như cái gì người ta đang cần thì let them have it and just stay low and it's nothing. Thật sự ngồi suy nghĩ suy nghĩ đi, có gì đâu, chỉ ở nhà thôi. That's not much to ask for. Ở nhà 2 tuần 14 ngày thôi, cũng không có nhiều đâu. Đáng lẽ hồi xưa cái lockdown nó chỉ là 14 ngày thôi, nhưng mà vì mọi người không có ở nhà cho nên bây giờ nó càng kéo dài ra thêm. Rồi xong rồi mình không có trở lại với cuộc sống bình thường được thì nó ảnh hưởng rất là nhiều business, rồi công việc làm ăn rồi này kia của người ta. Cho nên là quý vị please 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 just stay home. And then, okay, go ahead. Cảm ơn Hân rất là nhiều, và cảm ơn Hân đã cùng với Thái để mặc áo hồng để mà mình theo cái di chúc của cô Thái Thanh, là mình muốn nếu mà mình mặc áo hồng, tại vì cổ không muốn mọi người mặc đồ đen. Quý vị nhớ nha, đúng 12 giờ là quý vị nhớ là quý vị sẽ qua cái trang Facebook của Thúy Nga để quý vị xem cái livestream của đám tang của cô nữ danh ca Thái Thanh. Rồi, Hân bây giờ cái vấn đề là Thái, khi mà mỗi lần Thái gặp Hân á, cái này là my bottom of my heart, mỗi lần mà thấy Hân như vậy á, là Thái rất là mừng. Là tại vì á, Thái muốn Hân lúc nào cũng là như vậy, lúc nào cũng là yêu đời, lúc nào cũng là beside khi mà thuốc nó chưa có thấm thì là Hân rất là mệt, thì mình thấy rất là tội nghiệp. Nhưng mà lúc mà Hân vui, Hân nhớ cái lúc mà lần cuối mà Hân trình diễn ở trên Thúy Nga, cái Dynasty, Hân nhớ không? Cái lúc mà rehearsal á, thuốc nó chưa có cái 35 năm, 35 năm mà cái lúc mà cái rehearsal á, mà Hân thuốc nó chưa có thấm á, Hân không có làm cái gì được hết. That moment it broke my heart. Hân cứ đi Hân đi giống như robot vậy đó, phải không? And then xong rồi mà tổ tổ vẫn còn thương Hân, cho đến khi mà cái lúc trình diễn á, là thuốc nó thấm vô, thì là Hân cứ you were bảo Hân.
I remember that very well. That that moment was, it was tough. Tại vì em nói chung là cái lúc mà bà Hân quay cái cuốn băng đó, bà Hân rất là sợ, sợ cuối cùng thì Hân sợ là cái trong trường hợp thuốc nó không có work thì nó had a problem. Especially lúc mà giờ cái phần you were there, so I didn't know you were there. I was, I Nhưng was mà so tại sick. vì là lúc đó là lợi Hân stress là tại vì Hân Hân hiểu Hân it's your responsibility because you are a responsible person. It's very Hân responsible. không có muốn bị trở ngại với lại crew giống là chị Thủy tại vì cái thời gian nó rất là quý. Rồi Hân cũng không có muốn bị trở ngại tại vì lúc đó là Hân trình diễn chung với lại anh Lương Tùng Quang với lại Như Loan nữa. But you Mà know, but everybody, we all love you and we know your condition. Cho nên không có ai mà trách Hân, không có ai nói gì Hân được because that's who you are. it's just but then mình thì it's for me it was just so so tough because it's like you don't want to be a burden to people, you Yeah, không you I want to be a know. burden, tại vì biết là đang bao nhiêu người đang ngồi đợi everyone, tại vì lúc đó trước đó là đã they skip me once, they skip me once, Yeah, tại tại vì vì cái phải 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 theo đợi cái thuốc của Hân nó cô thấm Việt, vô. so and then second time around thì lúc đó bà Sean bà không có đợi được nữa, so she, we had to go with the rehearsal. Mà hình nhớ lúc hơn hơn đứng trên đó hơn cứ kept on xin lỗi, kept on apologizing to Như Loan and Lương Tùng Quang, cứ 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 move it, go I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, and they both kept on telling me no don't be sorry, you're fine. And then it, mà thấy biết không, vừa bước xuống sân khấu 1 minute later medication kicks in, I was fine. It's not nó lẹ, it's just on and off really fast, cho nên là that's the danger of it. Cho nên là for the cái ngày mà trình diễn thì honestly I had to pump myself up with medication. I was completely over drug, you know. Tại vì hồi biết là I couldn't take any risks. But again, you know, I accepted to do this the show No, we all were so happy that you were in because it. I do miss, I do miss the stage. I do miss the stage. And I just wanted to once again, once more do this and and again showing people that I can fearlessly, you know, face the challenge, and whether it's gonna work or not, we'll find out. But I at least I'm there to try because it's something that I love so much, you know, and I will probably always miss. I really want it to be special, and I want it to. No, my lashes are too long for my glasses. I'm sorry, my lashes are too long for my glasses. It's okay. I want it to be special, and I wanted to prove to everyone that, not to everyone, to myself, that, you know, in even with the condition, you know, if you put your mind to it, you know, you can do it. And even though there are certain things you have to do differently, and you have to adjust it. My life is all about adjustment right now. Everything has to be adjusted to according to my needs or how I go through my life. Like for example, like just you know, just being more practical in life. I have to be more, I have to think more practical in life. So, you know, the I knew it was a big challenge, but I wanted to prove to myself and not to anyone, just to myself that I can still do it and still enjoy doing it. And yeah, so I was very grateful for G3 to call me and invite me for this particular video. And I would do it again in an instant, you know. So I mean, I'm not sure if I can do it, but I would do it in an instant again, just because I love. And I love everyone at Paris by Night for supporting me, and like you and everybody else. Like it was just a very beautiful moment for me at that time when we did that video. Wow, Hân, you know we are all there for you and we love you and Chị Thủy loves you and you know it was a very emotional. Every time I see you, every time I see you get emotional, I can't. I feel so bad. But I don't feel sorry for you because I know you're strong and I know that you want you can do so much more. You know, it's just because cái physicality là cái người của Hân không làm được thôi nhưng mà cái mind của Hân nó rất là strong. You Because know. I keep on, you know, believe it or not, but I still watch Lolo Honey Sam Nikki Paris by Night, my old performances, and I try to reenact it myself. I'm in front of the TV, and I try to reenact it, and I try to do the same moves just to see if I can still do it. And it's okay, it's still there, you know. But like I said, it's
I'm not looking back and say, you know, I wish I could. I don't live my life like this anymore. And a very good advice from a trainer long time ago who told me in life, don't look back, always look ahead. If you Yes. look back too much, you're gonna crash in the front. Mm-hmm. So just watch, just look ahead of you and do your thing and focus on what's ahead of you. So and with that, I'm gonna let you go. That's what I know, because we are about to Yeah. start. Không, Thái thì Thái Hân nói cái đó rất là đúng đó, thì cái cách sống của Thái cũng là vậy, là những gì đã xảy ra trong trong quá khứ đó, là mình learn from it, mình học vì những gì đã xảy ra, mình hãy sống trong cái hiện tại này và để mình chờ đón trong cái tương lai nó sẽ ra làm sao. Nhưng mà I wish you the best and we love you, we all love you and you still look amazing, you know, even though on stage cái rehearsal đó quý vị đâu có thấy đâu. You know, nhưng mà when it's the real performance, you gave the performance. You know, when thuốc nó kick in, you gave the performance, and that's what's matter. You know, and What my junkie right now, I'm a no, you're not a druggie. It's just who you are. It's your new Yeah. life, your new normal. And we thank you, Hân, so much, huh? Cảm ơn Hân rất là nhiều. This Oh is my very goodness. special. I love that I get to do this with you. Và bây giờ Hân với Thái sẽ in cái livestream này để mình đi qua bên cái trang của Thúy Nga để mình xem cái livestream của Thúy Nga. Ok, và quý vị cũng nên làm như vậy luôn. Xin cảm ơn Hân rất là nhiều và hẹn quý vị vào TikTok kỳ tới. Thank Bye you. Bye. bye.